Đậu hả? Vâng. Ờ. Đậu tàu mà. Gần lít á. Tiền trăm à. Sao nó có 4 tay vậy? Tay, tay một con xanh con này có thể nói dáng làng được không Tiến? Tiến ạ. Song thụ dáng làng mà. Song thụ dáng làng đây. Con này con xanh Nam Điền nhá. Ăn tận vào đây xong làm lại này. Ừ. Không được. Nghiên cứu làm cái cái vết này có bảo độc nhưng mà cái này cổ không nghe. Này để dáng làng con đi. Để dáng làng. Nó tóm là nhìn xa xa bắt vào bóng đưa đưa lên cái cao lên tí này. Con này cái chân thì không thể chê được rồi. Rồi bộ chân nó đẹp thật, chân đẹp đấy. Còn cái cốt thôi. Bệ nữa. Cái mặt bên kia gấu hơn mặt bên đây. Chúng nói trong tiếng là không nên đục con này là không bao giờ ai mất, hết được mất nối đi. Gìn và nuôi tôi này. Đây là nuôi con to rằm lên đấy chứ. Đúng rồi. Cái này là không còn nguyên bản. Nhưng mà thôi nếu mà nuôi nuôi tiếng là nuôi để luôn vậy đi. Để luôn chậu này. Chằm đứng ra vào. Nó đang cho thêm tí đất thôi chứ. Còn màu mà. Đứng đây. Đi cao lên tí. Một con xanh dáng làng sau này sẽ là một con dáng làng rất là đẹp nhé. Đặc biệt là cây nó nguyên bản luôn anh em ạ. Ít can thiệp nhiều. Nhưng cái chậu này nó phải 6-7 triệu rồi. Mây gió to quá. Tôi sẽ lồng một tí nhạc vào nhé anh em nhé. Thì anh em cố gắng xem mà cũng mua là gần trăm rồi nhưng mà ra thì chắc phải là đôi trăm. Để mà đến vườn cây anh Tiến thì chắc là anh em sẽ ngỡ là như một cuộc triển lãm nhá. Rất nhiều tác phẩm đẹp được quy tụ về đây rất nhiều năm rồi. Đó, độ già của nó thì không phải chê. Lướt qua một vòng cho anh em chiêm ngưỡng nhá. Tí nữa chúng tôi sẽ đi kỹ từng tác phẩm một. Thấy giá thì anh em có thể liên lạc trực tiếp với anh Tiến để tí tôi lấy số điện thoại. Toàn xanh Nam Điền thôi. Đó, những con trực cân long này. Đây là một chỉ là một số nhỏ thôi. Còn rất nhiều ở bên kia vườn bên nữa. Để chung bonsai sẽ từ từ đăng tải tới anh em nhé. Anh em vào chiêm ngưỡng đi. Để cho cái bình luận cho là vườn cây của anh Tiến, một trong những người đang làm kinh tế rất giỏi về cây cảnh đây. Một năm anh xuất ra bên ngoài rất là nhiều tác phẩm. Đặc biệt là những anh em ở xa như Bắc Linh, Hải Dương, Hải Phòng cũng đã về tận vườn rồi. Thông qua những cái thước phim của anh em chúng tôi đây thì người ta đã về tận vườn và cũng đã giao lưu. Đẹp quá. Con này đã đi trình làng lần nào chưa anh đệ nhỉ? Chưa đúng không? Nhìn đẹp. Đang giấu bài một trong những con xanh Nam Điền. Đấy. Nhất là dáng trực hoành hay dáng song song siêu à? Nhìn như kiểu song siêu. Còn là phải nuôi Tôi nghĩ là con này cũng sắp trình làng rồi đúng không? Đẹp quá. Nhìn vào trong hình. Để sắp tới sẽ phải có một vài đoàn về đây chiêm ngưỡng nên là chi tiết con này còn đang phải nuôi nhiều lắm. À được. Đang còn ý tưởng à? Nhưng mà ông có để đằng sau nó dài quá không? Để sau nhìn nó nuôi cho tải đây. Đây còn đang phải thu lại đúng không? Rồi đấy, mà, theo đây vẫn là cái cành phong. À thế à, đúng rồi. Nó cũng là một cái cây sau này ở vân sau đúng không? Nhìn nó cái phong sau đây vẫn là như là một cái cành của cây cây nằm trên thôi. À. Có thể là tử, nhiều người nghĩ là tử nhưng mà Tiến này đọc lại số điện thoại vườn đấy nhỉ? Cho anh em người ta về chiêm ngưỡng đi nhỉ? Số điện thoại của tôi á. Ừ. Rồi, cây này 034 4000 4000 789 789 nhá. Đấy là số điện thoại của anh Tiến Ninh Lộc, Khẩu Lộc đây.
thì anh em đây, nếu mà đã nói là cái vườn Thường Tiến thì rất là nhiều tác phẩm đẹp, thì anh em thể alo trước để về tham quan chiêm ngưỡng, cũng như sắp cái, cho anh Tiến sắp cái lịch cụ thể đón tiếp anh em nhá. Thì nhiều lắm, nếu nói xanh thì nhiều lắm. Hôm nay gió to quá anh em ạ, nên chúng tôi sang đây thì cũng tác phẩm sau thụ. Đẹp. Đây, những cái chậu đắp này, chậu tỉa này là trên 1 triệu một cái nhé. Chia sẻ với anh em một con đơn nhung nhá. À, riêng con đơn nhung này không rẻ tiền đâu anh em ạ. Thì nó sao không rẻ tiền, vì nó ở đây rất là lâu rồi. À, tàn của nó đã rực rỡ, lúc nào nó cũng rực rỡ vậy. À, nhìn thân của nó cũng không lấy gì là to, nhưng mà làm cây hiếm rồi. Giờ là hiếm rồi. Thì chắc là không ít tiền nhá. Thì tôi quay mẫu đơn rất nhiều rồi. Anh em cũng đã đấy. Cũng có bằng đấy thôi đấy. Nhưng mà tôi đang nói cho anh em biết là cây này không ít tiền. Không biết là anh Tiến con này nhiều tiền không thì anh Tiến báo luôn. Nhiều tiền anh Tiến? Rẻ mà 45-50 triệu. Khoảng là độ 50 triệu nha anh em nhé. Thì một trong những con đơn mà như này thì chắc là không còn đâu. Đàn nó phải tầm 2 mét, hơn 2 mét đấy. Đấy, hơn 2 mét rồi. Bác nào thích con này đơn này thì alo nhá. Nếu không alo được cho anh Tiến thì alo cho Trung Bonsai để có cái giá hợp lý, có thể là có tiền lùi một tí nhá. Đó. Đẹp quá. Đây chắc là một con át chủ bài của vườn anh Tiến nhé. Con này cũng đã đưa đi dự triển lãm rất là nhiều rồi, được rất nhiều anh em trong và ngoài nước cũng đã alo trực tiếp. Chứ có khả năng là trong năm nay là cây này cũng không còn ở vườn đâu. Lá xanh như ngọc, nó chậm quá tốt. Hôm nay gió to quá nhỉ. Đó. Và được huy chương bạc rồi. Cái chậu của nó cũng là hết ý luôn, hợp, nó hợp với cây. À, đây là những tác phẩm mà Trung Bonsai cũng đã ghi hình rồi tại triển lãm. Rất nhiều cuộc triển lãm, đặc biệt là vừa rồi gần đây nhất là có cuộc triển lãm Festival Châu Á Thái Bình Dương, hình như là cũng mang đi đây. Một số tác phẩm mà chúng tôi cũng đã mang đi triển lãm Nga Thanh, Nga Sơn mở rộng đây. Anh em cố gắng vào xem và đừng quên nút đăng ký và nút chuông để tiếp tục theo dõi nhé. Với số lượng tác phẩm vườn anh Tiến đây thì có khả năng quay 2 ngày cũng không hết được. Hôm nay tôi chỉ điểm tin một số tác phẩm trong vườn để anh em có cái nhìn sơ lược qua một số tác phẩm của anh nhé. Để tí nữa vào đại hội kia thì chúng tôi sẽ truyền tải một số thông điệp mà cũng như một số tác phẩm mà các anh giao lưu tại vườn đây. Hôm nay có rất nhiều cuộc giao dịch, đặc biệt là đầu xuân các anh không đi xa được. Hôm nay đã tổ chức một cuộc gặp mặt đầu xuân nho nhỏ đây. Hôm nay nó nói đầu xuân nho nhỏ, nó là tháng 2, cuối tháng 2 rồi, tháng 3 rồi anh em ạ. Nếu mà thuận lợi mà tình hình bệnh dịch mà nó không diễn biến phức tạp thì chúng tôi chắc chắn đầu tháng 3 này sẽ có một cuộc trưng bày cây cảnh lớn của khu vực nhá, tại xã, tại Hậu Lộc đây, Hậu Lộc Thanh Hóa đây. Thì cũng rất
mong chờ là cái bệnh dịch nó giảm đi và nó lui đi thì anh em chúng tôi sẽ tiến hành trưng bày triển lãm cây cảnh nhá, quy mô nói chung là cấp xã thôi nhưng mà nó cũng có khả năng là rất là hoành tráng. Anh em vào xem và nhớ nút đăng ký để theo dõi nhá. Xin thân ái chào tạm biệt.